chia sẻ cái bài bị ngứa mông à bị nhức mông á. Nhức mông. Dạ. Thì con là con khoái cái đồng ứng đó. Cho nên là cái này nó ăn sâu của con. Thì đâm ra là con đi chữa rất nhiều, có những chị em bảo ngồi nó cứ đau nhức hết cái mông này. Thế em bảo là chị chữa đâu bây giờ em đi bảo thế chị ngoảnh mặt đây bảo chia mông tôi không lấy mông. Ý là đừng có chồng phao câu ở đây em cứ hay nói tù với em hay trêu. Thế vậy sau khi bảo thế đau mông không bóp mông đâu bảo quay trước tôi sẽ bóp ngực. Thì em nghĩ đây nó là hai quả mông. Hai cái vùng ngực của phụ nữ là hai quả mông. Thế nào con bóp ở trên này thì con thì vừa bóp còn các cô gái nào cũng hay trêu mà. Lần sau các chị mà em mà phụ nữ mà đau mông thì bảo các ông chồng hoặc các đàn ông bóp hộ nhá thì nó sẽ khỏi. Thế là nói chung là đau mông bóp vào hai cái vùng ngực này rất chi là hiệu quả. Và cái đau lưng ấy thì cái đau cái đoạn xương cụt này nó sẽ rất là hiệu quả vì mông ở đâu thì cái xương nó ở đấy. Và cái đau lưng cũng hiệu quả vô cùng. Mình dí ở đây mà nó tháo cảm thấy nó tháo hết cái khớp này ra tất cả những bệnh nhân cái lượng xanh một. Cho nên là cái bài này là ai mà đau ở dưới phần dưới này mà nằm ở đây phải nói đau thấu tim luôn chứ không phải là đau như bình thường. Cho nên là còn mình đau lưng nó nhiều chỗ lắm, ví dụ đau trên thì con ấy sẽ chẩn đoán là đau thận. Thế nhưng mà đau ở dưới này nó là có thể là đau thần kinh toan, đau mông. Mà cái mà nhanh nhất mà không dở đồ hình ra là cái ngực này này. Nó ứng vô cùng, con thấy 10 ca, nó cả 10 ca như vậy mà nó sẽ rất là tốt. Thì mong các bạn nên áp dụng những cái này mà về nghĩ ngay đến những cái chiêu đó là hay hơn. Tại nào mình hài có tội, cái hài đấy thì này rất là nhớ thầy. Thế nên là mình nói là phụ nữ mà cái đau mông này rồi bảo các ông chồng nó bóp vú. Con hay nói vậy, thế cho nên là mọi người hay nhớ được cái điều đấy. Đó. Nó vú và bóp mông. Đấy là vì nó đầu hình nó giống nhau. Dạ, báo cáo thầy. Cảm ơn nha. Cảm ơn.